mọi người nhé. Chào mừng mọi người trở lại với góc nồi cá của mình. Thì mình đang ngoài góc nồi cá của mình nè mọi người. Trong nhà bữa nay nóng quá, ra ngoài này thì nó có gió một tí, nó đỡ một tí. Sẵn rồi mình cũng canh, mình cũng thăm tụi cá luôn. Do là mấy ngày hôm nay á, cái cây nước giếng nhà mình nó gặp vấn đề, nó bị màng phèn quá nè mọi người, bị màng dữ lắm. Đó, các bạn nhìn thấy cái hồ bên đó không? Màng ghê không? Mấy cái khay nhựa rồi á, màng rất là dữ. Thì đang xuống canh coi coi đặng mình nó tụi nó có gài xảy ra vấn đề gì thì mình sẽ xử lý ngay. Cũng hơi xui cái là đã thay rồi nha mọi người, đã thay nước cho tụi nó rồi chứ không mấy là mình phải chứa trước rồi mình mới ấy. Cách xử lý không biết là các bạn có ai mà gặp phải trường hợp như mình không? Không thì cách xử lý triệt để thì có đó, cần phải có cái bồn chứa để mà chứa nước rồi mình sử dụng cái phần mà nước phía dưới thôi, còn nước trên mặt thì mình sẽ không dùng ha, chứa 2-3 ngày gì đó rồi mình mới dùng cho đàn cá được. Do là mình thay trực tiếp cho nên là khi mà nước nó bị ảnh hưởng xấu nè, cá nước hồ cá cũng bị xấu theo ha. Cái trường hợp này mà nếu mà bạn mà cho ăn cám rồi là mình nói thật, cho ăn cám là 100% dính bệnh hết, không có mà chạy đâu được hết trơn. Cũng may là mấy ngày hôm nay á mình không có cho ăn cám, mình chỉ cho ăn atomy với trùng thôi, thành ra nó cũng đỡ ha, nước nó cũng đỡ dơ. Thì cũng sẵn canh cái con cá mái này nó cũng đang đẻ nè mọi người, nó đẻ được 2 con cá con rồi, 2 con rồi nè đó, 2 con cá con ngay giữa màn hình đó, bạn thấy không? Nó hơi tối thành ra chắc các bạn sẽ không thấy rõ đâu. Đó, với lại mình cũng mới vừa nhận được cá rồi mình mới vừa thả cá. Thì trong video ngày hôm nay á thì mình sẽ nói về cái cách thả cá đảm bảo cho mọi người. Thì chắc các bạn cũng hay gộp chung cái chuyện thả cá lại cái chuyện thừng nước là chung đúng không? Nhưng mà thật chất ra theo mình nha, theo ý kiến của cá nhân mình thì nó là hai chuyện khác nhau, hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đó, mình phải thả cá cho nó an toàn, xong hết, xong xuôi được hết mọi chuyện suôn sẻ mình mới bắt đầu là thừng nước. Khi mà các bạn thả cá không đảm bảo á thì chắc chắn khi mà thùng nước là sẽ hư hết, đa số là gãy là do là thả cá sai cách là nhiều ha. Thì sẵn đây cùng mình cũng giới thiệu một bộ cá mới của mình là bộ Ivory. Thì bộ này giá trị khá là cao, nói thẳng ra luôn á là mình cũng nó mặn lắm, giá nó mặn, mình cũng không có khả năng để mà mình sở hữu được cái bộ này ha, chủ yếu là mình được tặng thôi nha mọi người, mình được tặng. Thì như bạn biết là cái bộ Ivory á thì cái tỷ lệ nhiễm nó rất là cao, nhiễm còn nhiều hơn rồng tím, nhiễm còn nhiều hơn rồng xanh, cho nên là phải muốn làm giống là phải bắt một cái bộ mà có bộ gen là cực kỳ tốt mới được ha, mới hạ thấp xuống được một chút cái tỷ lệ nhiễm. Nếu mà bộ gen tốt thì bạn biết rất giá rất là cao đúng không, giá nhiêu thì mình không nói, giá nhiêu thì cho phép mình được giữ kín nha. Thì cũng may mắn là được tặng thì mới vừa thả ra tụi nó đây thôi. Thôi vào vấn đề chính nè, cá mới về thì khi mà bạn đặt các bạn mua cá hoặc các kiểu đó, trong khoảng thời gian chờ đợi thì bạn chuẩn bị hồ cho mình đi. Các bạn cần phải chuẩn bị hồ, tốt nhất là sẽ có phải sẽ cần một cái hồ mới ha, hồ mới. Nếu mà không có hồ mới thì cái hồ cũ các bạn cần phải là ngâm sát trùng rồi các kiểu, xử lý cho nó sạch sẽ. Do là cái hồ mà nuôi cá cũ á, thả cá mới vô thường thường là dễ bị bệnh lắm, cho nên là các bạn cần hồ mới hoặc là hồ được xử lý sạch. Cái thứ hai là nước. Sau khi xử lý sạch hồ rồi, xong hết rồi đó thì các bạn bơm nước vào, các bạn cho nước vào, nước đã trữ hoặc là nước mới gì cũng được, cho từ 5 tới 7 ngày cho pH là vi sinh nó ổn định. Nếu mà cái hồ kiến á thì bạn để ý nha, cái nước trong rồi là các bạn thả cá được, cái nước còn đục là chưa thả cá được đâu nha ha. Các bạn có thể lấy hồ xô để mà bạn múc nước lên bạn xem thử đó, đó là cái về chuẩn bị hồ và nước. Cái tiếp theo, cá mới về các bạn cần phải kiểm tra đồ đàng hoàng ha, tại vì trong quá trình vận chuyển á thì có nhiều khi có mấy con á nó yếu thì nó có thể là sẽ bệnh, thì dạt những con bệnh nó ra không nhận hoặc là báo với lại chủ cá. Còn nếu mà cá khỏe đâu hết thì bắt đầu các bạn cho vào hồ mới bạn ngâm, mọi chuyện suôn sẻ đâu hết, không nói nha. Cá về nhận về khỏe mạnh rồi bình thường, mọi chuyện suôn sẻ hết thì không nói. Nếu mà có phát hiện mà cá bệnh đồ hoặc là cá yếu đồ thì các bạn cứ báo cho chủ cá, đặng chủ cá người ta biết, người ta giải quyết cho các bạn khi mà xảy ra những cái thoát hào hụt không cần thiết ha. Rồi khi mà bạn đã nghiệm thu rồi xong hết thì bắt đầu các bạn ngâm cho nó quen nhiệt độ. Thì mình khuyên các bạn nên chọn cái vật dụng đựng cá đầu tiên về, chưa có thả cá vô hồ mới liền được đâu nha. Các bạn cần phải thả cá ra rồi các bạn thuần nước rồi các bạn mới thả vô hồ kia nha, thả vô hồ lớn.
thì cần chọn những cái vật dụng mà có cái màu tối chút, đừng có chọn khay trắng như mình. Khay trắng như mình thì khá là dở, do là cái màu trắng này nè nó sẽ dạ qua dạ lại cái ánh sáng rất là lớn. Ánh sáng mà chiếu vô màu trắng thì nó chá, đúng không, chá mắt. Các bạn nhìn, các bạn còn chá mắt, cái camera mà mình còn lấy nét không được, cái màu trắng mà để vô màu trắng lâu là lấy nét còn không được, mà huống chi là con cá nó thấy vậy nó sẽ chá mắt á, nó sẽ trét, dễ bị trét hơn. Cho nên là nên chọn cái nồi màu tối, màu đen hoặc là màu xám gì đó, tùy mọi người. À, tiếp theo thì tất nhiên là cái bọc nước của cá của bạn á, nó hơi ít thì bạn phải cho nước vào. Thì cái nước á là nước các bạn đã chuẩn bị ở hồ mới rồi á, các bạn cứ việc dùng cái nước đó luôn để mà thuần cá luôn nha. Dùng cái nước bên cái hồ mới đó đó, đã trữ rồi xong xuôi rồi hết rồi đó, đã xử lý rồi xong xuôi rồi hết rồi đó. Cho vô thì cho vô với cái lượng vừa phải thôi, thường thường là một này một kia. Các bạn cứ canh tỷ lệ 1:1 cho mình, là một nước mới và một nước trong bọc sẽ ok hơn. Đó, khi mà thả cá ra thì cho làm quen nhiệt độ nước mới xong, thả cá xong cho chút xíu muối. Lý do cho muối thì trong quá trình vận chuyển thì con cá nó sẽ cọ cái mình vào bọc khá là nhiều, cho nên là nó sẽ trầy xước, nhất là mang, nhất là bụng. Mang và bụng là hai cái mà thường hay bị nhất, cho nên là nó dễ bị nấm bệnh tấn công vào cái hai cái vùng đó. Mắt chứ, lộn, không phải mà mang, mắt và bụng, lộn nha mọi người. Nó sẽ bị dễ bị nấm tấn công vào hai vùng đó nhất. Đó, cho nên các bạn cho muối để mà sát khuẩn những cái vết thương cho con cá trong quá trình vận chuyển ha. Đối với cá nhỏ thì mắt đó các bạn sẽ không thấy đâu, nhưng mà đối với những loại cá bự á, nó trầy con mắt là bạn thấy liền. Đó. Rồi, tiếp theo cho muối, rồi quan sát nha. 3-4 tiếng thì đã quan sát nó một lần, coi coi cá nó có bị trét, nó có bị gì không. Nếu mà mọi chuyện suôn sẻ đảm bảo hết thì các bạn cứ việc cho ăn cử đầu tiên. Ồ, cái giò này nay nó mạnh dữ vậy, tạt vô tới đây luôn. Các bạn cứ việc là cho cá ăn cử đầu tiên, thì các bạn cho Atomy hoặc là các bạn cho thường thường thì mình khuyên các bạn nên cử đầu tiên cậu cá mới, bạn nên cho Atomy đi cho nó dễ chịu chút, đừng cho ăn trùng liền dễ dính lắm nha. Cho ăn Atomy chút xíu, Atomy dằn bụng nó. À, đợi cá mà hoạt động bình thường rồi, ăn uống bình thường rồi thì mới bắt đầu là thuần nước. Thì thuần nước thì bạn biết là có nhiều cách thuần nước lắm, nhỏ giọt hoặc là gì đó, tùy mọi người chọn. Rất là nhiều video chỉ thuần nước luôn. À, nếu mà suôn sẻ bình thường thì bước qua tới giai đoạn thuần nước, thuần xong là thả qua hồ mới bình thường nha. Nếu mà trong quá trình mà thả ra cái hồ này 3-4 tiếng hồ sau thấy con cá nó hơi lắc, nó hơi cọ mình, hoặc nó túm gốc, hoặc nó nằm đáy, thì chứng tỏ cái con cá của mọi người nó bị trét rồi. Nó bị trét rồi, trét do đổi môi trường, trét do lạ cái hồ mới, cái chỗ mới, lạ nước. Thì các bạn cần phải là cho muối, cho thêm tí muối nữa, cho thêm tí muối nữa để kiểm soát lại, cái mầm bệnh có trong nguồn, có trong nước hồ cá đó. Ha, lý do là do trong quá trình thả cá các bạn sử dụng lại nước cũ, cái nước cũ nó cũng tương đối là nó dơ nha. Trong quá trình vận chuyển cá nó tiết nhớt rồi các kiểu nó cũng dơ chứ không phải nó sạch đâu. Nhưng mà do nó là nước cũ, con cá nó quen lại nước đó rồi, thành ra là mình mới giữ lại, chứ nếu không là không cần giữ làm gì, đúng không? Đó, do cái nước đó là nước dơ cho nên là mình cần phải cho thêm muối. Mình cho những cái như là lá bàn, những cái nước như là lá bàn hoặc là nước tảo xanh vào để mà giúp cho con cá nó ổn định lại, nó ít bị stress, nó quen từ từ lại môi trường. Thì cho thêm muối rồi kết hợp với việc là che bớt ánh sáng. Thường thường nó stress là do ánh sáng nhiều và do màu nền của cái hồ nhiều. Sử dụng nền trắng là dễ nhất, nè bạn thấy đó, sử dụng nền trắng là nó dễ stress nhất, cho nên là mình mới khuyên các bạn dùng nền đen hoặc nền xám là sẽ ok hơn, không? Đó, rồi tiếp theo che phân nửa. À, lấy cái nắp thùng xốp rồi các bạn che phân nửa hồ cho tối bớt, rồi quan sát tiếp. Sau một ngày các bạn quan sát tiếp, nếu mà nó còn cọ mình, nếu mà nó còn lắc thì các bạn nên cho thuốc, lúc đó là có thể là nấm bệnh đã tấn công rồi ha. Còn nếu mà nó trở về bình thường thì các bạn cứ việc cho ăn rồi bắt đầu thuần nước lại bình thường, không cần chăm muối gì thêm nữa, cứ thế mà thuần nước tiếp thôi ha. Đó là cái cách thả cá, đó là cái thả cá nha mọi người. Còn cái về cái vấn đề thuần nước
Nếu bạn thuần thì mình thấy là thuần thì nên là thuần nhỏ giọt sẽ tốt nhất, hoặc là các bạn có thể đựng như vậy, rồi một ngày á, mỗi ngày các bạn tạt nước ngoài vào, tạt nước ngoài vào chút, mỗi ngày tạt chút, mỗi ngày tạt chút cho con cá đó, mỗi ngày cho một chút, mỗi ngày cho một chút, cho chừng nào mà đầy tràn ra thì bạn có thể là đem cái khay mà đựng cá như này vậy nè, để vô trong cái hồ mới như mình luôn, là như vậy, để vô phía trong này luôn vậy đó, rồi bắt đầu là cho nước vào, chừng nào mà tới lúc mà nước nó tràn nó phủ cái khay này là bắt đầu mình thả cá được rồi đó, bắt đầu là thả cá được rồi. Lúc đó bạn có thể là thả cá ra rồi ép là bình thường ha. Và nhớ chọn những cái vật dụng nuôi cá phải đủ rộng nha, đừng có chật quá, chật con cá nó rất là dễ bị bệnh. Nhất là những cái vật dụng thả cá của mọi người phải đủ rộng, chật là con cá nó trét chắc, phải rộng nha. Rồi đó là cái cách thả cá và những lưu ý khi mà thả cá ha. Cho ăn thì cử đầu tiên nên cho ăn atomi, do là atomi nó dễ tiêu và nó cũng có thể nó là sạch, nguồn nước ăn sạch đó các bạn, nó không có bị bệnh đường ruột sản đó. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình.